Rồi, chào anh chị em đang theo dõi kênh YouTube của em nha. Nay em mới về một em SH150 đăng ký 208 ha. Xe này thì tình trạng là máy đã rớt đầu rồi. Biển số thành phố chính chủ ha. Đây em quay một vòng cho anh chị em coi. Cái xe này tình trạng là dàn áo cũng có sơn lại rồi. Phụ mâm này kia cũng có sơn, dàn ốc này kia cũng có xi lại rồi. Nói chung là máy có rớt đầu rồi, có dấu à, bên ốc gác máy nè, có dấu mỡ, chắc này cũng có, xe này cũng có làm gen làm này lại hết rồi, ốc này kia là người ta cũng xi lại hết rồi, áo này có sơn nào. Quá thì còn một chìa zin và một ổ này thì thay ổ 6 cạnh. Quạt thì nó quạt, câu trực tiếp rồi. Đây em đè máy cho anh chị em nghe. Xe này thì chạy thì máy cũng còn bốc mạnh, hơi cũng chắc lắm, không có bị sâu kết nước. Xe này em bán với giá là 40 mấy triệu nha anh chị em.